cho rùa biển và thay cho đại dương, muốn nói lên lời kêu cứu từ tận đáy lòng của những con rùa mà đang bị mắc kẹt ở trong những cái rác thải của con người. Đây là một cuộc thi chắc chắn sẽ rất là ý nghĩa, có thể tuyên truyền được cho mọi người về cái tác hại của rác thải nhựa và cái nhiệm vụ cấp thiết nhất của con người của chúng ta bây giờ là phải bảo vệ rùa biển, tại vì rùa biển hiện đang là cái động vật mà đang nằm trong cái danh sách mà động vật cần phải bảo vệ. Chỉ một từ duy nhất, cứu. Nhưng slogan mà các em đến từ nhóm tác giả thực hiện tác phẩm báo tường của trường Trung học cơ sở Võ Thị Sáu, thị trấn Phan Rí Cửa, tham gia cuộc thi tuyên truyền về bảo vệ rùa biển và tác hại của rác thải nhựa năm 2022, đã đặt ra những thông điệp không thể nào nguy cấp hơn đối với vấn nạn rác đã và đang ảnh hưởng đến sự tồn vong của trái đất, của các loại động thực vật, trong đó có rùa biển. Để có được tác phẩm vô cùng sinh động này, ngay sau khi được nhà trường lựa chọn nhóm tác giả gồm các em có năng khiếu về mỹ thuật, văn học, báo chí từ các lớp, đã làm việc rất khoa học trong từng khâu, từ lên ý tưởng, chọn nội dung cần thể hiện trong tập báo tường đến phân công từng thành viên phụ trách và trực tiếp thực hiện. Và đây cũng là tác phẩm đạt giải nhất của cuộc thi năm nay. Ngoài trường Trung học cơ sở Võ Thị Sáu, ban tổ chức cuộc thi đã nhận được 9 tác phẩm dự thi đại diện cho 9 trường trung học cơ sở của các xã thị trấn ven biển tại huyện Tuy Phong sau 2 tháng phát động cuộc thi. Mỗi tác phẩm một ý tưởng và được thể hiện bằng nhiều hình thức khác nhau như bài viết, tranh vẽ, các khẩu hiệu tuyên truyền đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ rùa biển, tác hại của rác thải nhựa đến môi trường biển, hành động của con người trước vấn nạn ô nhiễm môi trường, đại dương, v.v. Thông qua cuộc thi, còn giúp phổ biến sâu rộng đến các em học sinh các trường, thế hệ tương lai, các kiến thức bảo vệ rùa biển nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các em trong công tác bảo vệ, bảo tồn rùa biển, loài động vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng cao. Bên cạnh đó, cuộc thi còn là cơ hội để các em học sinh tìm hiểu về tác hại của rác thải nhựa đối với môi trường nói chung và đối với đại dương nói riêng. Từ đó, các em sẽ có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường và tuyên truyền cho người thân, bạn bè cùng hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần, trở thành một tuyên truyền viên tích cực trong phong trào bảo vệ môi trường và nói không với rác thải nhựa dùng một lần. Tại buổi lễ tổng kết cuộc thi, ban tổ chức đã trao một giải nhất cho trường Trung học cơ sở Võ Thị Sáu, 2 giải nhì các trường Trung học cơ sở Lê Văn Tám và Trung học cơ sở Vĩnh Hảo, 3 giải ba cho các trường Trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm, Trung học cơ sở Chí Công và Trung học cơ sở Bình Thạnh và 3 giải khuyến khích cho các trường Trung học cơ sở Lý Tự Trọng, Trung học cơ sở Phước Thể và Trung học cơ sở Trần Quốc Toản. Qua cái cuộc thi lần này thì đơn vị đã nhận được rất nhiều cái tác phẩm rất là hay, ý nghĩa, trong đó có nhiều bài viết rất là cảm động, mang ý nghĩa tuyên truyền rất là lớn. Các bức tranh của các em cũng thể hiện được cái ý thức về bảo vệ môi trường, bảo vệ rùa biển, và trong năm tới đơn vị sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa các chương trình, các cuộc thi này để mở rộng hơn các đối tượng từ các em tiểu học cho đến các em trung học cơ sở để nâng cao hơn nữa công tác tuyên truyền và phổ biến đến các cộng đồng người dân. Hiện tại đơn vị đã liên hệ với các trường trung học cơ sở tham gia dự thi, cái trường nào có yêu cầu về việc trưng bày hoặc là các tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề về bảo vệ môi trường thì đơn vị sẽ hỗ trợ vận chuyển đến cho các trường trưng bày trong thời gian sắp tới. Sau khi mà trưng bày xong thì đơn vị sẽ chuyển ra trung tâm truyền thông của đơn vị tại đảo Hòn Cao để cho các khách du lịch và các người dân địa phương khi đến đảo có thể tham quan và xem ngắm những cái bức tranh này, thông qua đó nâng cao công tác về tuyên truyền và nhận thức của người dân cũng như khách du lịch khi đến đảo.